Quỳnh chào mọi người ạ. Xin mời mọi người đến thăm xe máy Hương Quỳnh 2 ạ. Địa chỉ tại Dương Húc, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh, gần cây xăng Dương Húc các bạn nhé. Và hôm nay Quỳnh xin cập nhật giá xe Winner X và chương trình khuyến mại dành cho dòng xe này ạ. Như các bạn biết thì cái dòng Winner X là dòng xe tay côn cũng rất là thành công của Honda, với cái điểm nổi bật đó là 150 phân khối và hộp số 6 cấp. Winner X thì có hai phiên bản chính, đó là phiên bản phanh ABS và phiên bản phanh CVS, với rất là nhiều màu tem khác nhau thể thao ạ, và cho khách hàng nhiều lựa chọn. Về giá đề xuất của xe thì xe phanh ABS có giá khoảng 49 triệu là giá đề xuất, và CVS nó sẽ rơi vào khoảng tầm 48 triệu. Mặc dù giá đề xuất khá là cao như vậy, nhưng mà giá xe thực tế tại thời điểm này tại xe máy Hương Quỳnh nói riêng và tại thị trường Bắc Ninh nói chung thì khá là thấp. Hiện tại tại Hương Quỳnh thì giá xe của phanh ABS khoảng 35 triệu và CBS chỉ khoảng 33 triệu thôi. Tùy các màu thì sẽ có giá xem nhau, chênh nhau khoảng tầm 500 nghìn thôi ạ. Rõ ràng chúng ta thấy rằng là khi chúng ta mua xe Winner X thì chúng ta đang được lời so với giá đề xuất khoảng tầm 15 triệu. Đó là một trong số những cái chương trình, những cái chính sách của Honda muốn thúc đẩy bán hàng và đẩy dòng xe Winner X ra ngoài thị trường, cũng là một trong số những cái món quà mà Quỳnh nghĩ rằng Honda đang muốn tri ân tới khách hàng, những khách hàng trẻ có cái nhu cầu đi phượt nhiều và thích đi xe tay côn, thích tốc độ đấy ạ. Khi chúng ta mua xe Winner X thì chúng ta sẽ thấy rằng là với cái phiên bản xe tay côn 150 phân khối, hộp số 6 cấp, thiết kế khá là thể thao, hầm hố, thì với cái mức giá khoảng tầm 33 đến 35 triệu là một trong số những cái lựa chọn mà Quỳnh nghĩ rằng tất cả những cái khách hàng chúng ta không thể bỏ qua, và chúng ta nên phân vân so sánh, tức là chúng ta nên đưa ra để so sánh với những cái dòng xe khác, xem là chúng ta nên mua cái dòng xe nào mà có lợi cho mình nhất. Về dòng Winner X thì hiện tại trong tháng 10 này, với cái mức giá 33 và 35 triệu là mức giá đã trừ đi chương trình khuyến mại 4 triệu của hãng, trừ trực tiếp vào giá xe. Tức là nếu mà không trừ cái chương trình khuyến mại của hãng thì giá xe nó sẽ rơi vào khoảng tầm 38 cho đến 40 triệu các bạn nhé. Chương trình khuyến mại của Honda thì sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 10, chỉ khoảng tầm 10 ngày nữa thôi. Cho nên nếu các bạn hoặc bạn bè của các bạn quan tâm đến dòng xe này, Quỳnh muốn thông tin đến các bạn để có thể cân nhắc và đưa ra những quyết định lựa chọn mua xe sớm nhất, để có thể dinh cho mình những cái chương trình khuyến mại hot trị giá đến 4 triệu của nhà Honda. Nếu mà các bạn quan tâm mua trả góp thì đối với dòng xe này, các bạn chỉ cần có khoảng tầm 2 triệu trở lên là các bạn đã có thể mua được xe gì ạ. Chuẩn bị giúp cho Quỳnh đó là chứng minh thư và sổ khẩu kèm theo, hoặc là chứng minh thư và bằng lái xe các bạn nhé. Nếu mà bạn nào có nhu cầu mua xe nhưng mà trong thời điểm tháng 9 này chưa sắp xếp được khả năng tài chính để mua xe, thì qua tháng 10 nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn sẽ vui lòng đặt cọc cho Quỳnh khoảng từ 5 cho đến 10 triệu. Thì bên Quỳnh sẽ giữ giá xe và giữ xe cho các bạn nhé. Thì việc đó sẽ đảm bảo rằng các bạn vẫn có thể mua được một chiếc xe Winner X với cái mức giá tốt như thời điểm hiện tại. Đó là một trong số những cái chính sách mà Quỳnh muốn thông điệp, muốn chia sẻ với các bạn. Vâng, bên Quỳnh thì có bán cả Honda, Yamaha và một số dòng xe nhập khẩu khác nữa. Quỳnh rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ Hương Quỳnh trong thời gian vừa rồi. Vâng, Quỳnh cảm ơn mọi người đã xem video của Quỳnh. Và nếu cần hỗ trợ hoặc tư vấn gì thêm thì các bạn đừng quên inbox cho Quỳnh nhé. Xin chào ạ.